Ba nhân vật tiến tâm trên thế giới đang bị FBI điều tra hành vi giao dịch nội gián. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng, rất khó để buộc tội ba nhân vật có thế lực cực mạnh này. Theo tờ The Wall Street Journal, Cục Điều tra Liên bang Mỹ, FBI và Sở Giao dịch Chứng khoán Mỹ SEC đang điều tra danh thủ góp Phil Mickelson, người giàu nhất phố Wall, Khan, e. Khan và người được mệnh danh là vua cờ bạc William Walters. Có buộc cho rằng, ba nhân vật này đã có hành vi giao dịch nội gián đối với cổ phiếu của Clorox vào năm 2011 thời gian đó tỷ phú Icahn gửi thư đề nghị mua lại Clorox với giá gần 13 tỷ đô la Mỹ thương vụ này không được công khai nhưng đã khiến cho giá cổ phiếu Clorox tăng mạnh đẩy cả thị trường chứng khoán Mỹ đi lên. FBI cho rằng ông Ikan đã làm rò rỉ thông tin về danh thủ golf Mickelson cùng với tay cờ bạc Walters đã giao dịch một lượng lớn cổ phiếu của Clorox. Tuy nhiên, tờ Reuters bình luận giới chức sẽ rất khó buộc tội ba người này bởi vì xét cho cùng, thương vụ này không thành công, Icahn không trở thành CEO của Clorox, vì vậy không cần phải chịu trách nhiệm trước cổ đông của hãng này. Để buộc tội ông Icahn, các công tố viên sẽ phải tìm cho bằng được bằng chứng cho thấy những thông tin này không được phép tiết lộ. Giới chuyên gia cho rằng đây sẽ là một vụ gây đau đầu FBI, SEC và thậm chí là cả Fed. Chính phủ Mỹ thời gian qua đã trấn áp khá thành công những vụ việc giao dịch nội gián kiểu này. Năm ngoái, quỹ đầu tư SAC Capital của tỷ phú Steve Cohen đã bị phạt mức kỷ lục 1,8 tỷ đô la Mỹ vì hành vi tương tự. Trước đó, ông Roy Nam chủ tịch quỹ Galen Group, cũng đã bị phạt 10 triệu đô la Mỹ kèm theo án tù 11 năm.